bài chụp phù bóng mai bóng phôn nâng bóng bóng chiên cái này trong bằng hai thì là tô CVR mùi bà chẳng tô CVR này cứ ba với mẹ là cả rạ à đây ạ xe mà chẳng đề với cứ ạ cũng rạc tên mà đồng bà về dân cả sao bạc nữa bà vì ạ cũng rạc lâu khi em phơi ca to rủi hói về việc đạch xe công tạc bật bạc nó khẳng sẽ làm này đúng không bà hay vì đề tới ngặt chân rồi mà đồng bà lâu khi em phơi ta chạy mở đất hơi nha đạch xe lại là lâu khi em to rủi hói và bà ta vì miền mùa hạt xe để phơi đạch xe lại nè bà lâu nhóm phơi ca à tôi bây giờ phơi ca to xài to ấy rủi hói cứ hơi tha mà tơ bom sang việt đào chắc nhầm đọt đọt mờ mà tơ bom sang ba xong thì miệt tha mà tơ bom sang ừ việt khôi thì ba mà tơ bom sang việt khôi thì bên này nhầm còn là đọt mờ việt và bỏ đọt mờ việt đọt thực tế thì ấy mờ việt đã có việt khôi vật có rứ có việt mình khôi chứ nó bà đời xa ra mà tôi nói vì khôi cái lãnh xình bà khi cứ thăm khôi mạnh cái tàu vận tài giờ mà toàn màn tinh mạnh cái tàu giờ mà đạt đấy nè bữa ấy mà tôi nói cứ tạm để nhầm một đợt mơ tức hơi là bị đùa là bà chăm mà chả mà chăm mà tôi dù mà tôi nói một bánh thân lắm hơi có tập thà mà tôi có chi chi rồi lọt chí chí rồi lọt hơi nó phải là cột bật đào ở dưới máu cứ bị đưa là chẳng cột dưới mọc bánh thân nằm với chẳng thân nằm nó chỉ mẹn thân nằm bật đào đưa đấy bà thân nằm chí đưa hơi đừng cột chí mấy bạn là lọt ấy có mấy cái nữa và thông ở đó mà tôi ra bộ phần bệnh sang đôi chí mà tôi thông nó phải là cái yên rồi lọt phải là để chí tàu đưa lấy cứ dựng lực lạc một quýnh cứ dựng đẹp xe tì thôi dựng nào có vì mặt xe tài của ấy vì mình sơn sơ phải yên lọt và lúc ra tại dựng cách sọ bắt hai cái dựng cách sọ bằng quýnh từ dựng lại đề mình xe bàn bản chấn nó phải là bong bong mà chạm mà tố có thích đúa rồi có phải yên đúa con lơ là một quýnh hai gặp chia diêm bình chạy mà tàu nó cứ đê đê du du tàu cứ việt phở ở chạy mạnh tàu để mà đòn bạn chắc mạnh tàu mình phải hạ chạy tầm đòn của đê mà bê cả đảo vậy đó mạnh tàu của cả ba của huyền nó cứ việc mình chia mình ao mà tàu bình chạy ba này nó phải là mà tàu đua lật nâng vì đây bị chạy má nó về đây dân cảnh sáu bắt hay cảnh sáu bảo bình chẳng chăm mà đâu có phê diệp xe diệp đây mà biết vừa ấy xem mà nhà tàu rồi mà đâu rồi có vì mà nhà tàu bị khả đào khá lắng hơi vì vì mà toàn sẽ khôi nó về lắm nó về đây có chi thời ngày tiết cứ vì ai cũng khôi nó về nào mùi mà khan bà chắc nó về đây có trăng đây nó về đây mà tàu đua lắm bạn chẳng khiêm bua thơ tay sai thơ tay ấy đuổi hái mà tàu nó khơi thả vì mến mau pi mà tàu bom sáng năng tệ bà mau pi mà nhà tàu để mà đòn mà nhà tàu về mình chia mà một can mà tàu bom sáng để mà đòn bây giờ bua bua thơ tay tờ lơ còn đòn các anh lìa chân buồn rồi máu cứ khơi đắp lên bia nấu pin đó mà lên bia mình chia màu phần tay à mẹ để nấu chia mùi những mặt can mặt tơ được mặt tơ bông sáng nó bị ọt chia mà hồi và chẳng bán đi mà đang ọt lên được cái này và ọt bị lên châu nó mặt tơ bông sáng được cái này phần tay nó về dạng thực tế ở chỗ bàn loạt tới cứ khơi thà vì ọt miên mắt cho một căn mà tôi bông sáng nâng đập lớn với đồng nào ca thì bà bịch sáng bịch ấy với miền
chẳng khơi thà tôi nói khôi mày tôi vẫn đại khi ông thôi cả đó bà đó liền đó ấy mơ vì cái tay nó khéo nó nghe lâu khi ông thôi tay hơi khơi thà bên lâu lâu rồi ngó thế lâu khi ông đã chôn một mình rồi nhầm rượu chôn một mình nhói bà nó về đây khi ông rượu chôn hơi nhầm nước thơ tay à đã chôn rồi với nhà bóng ôn mà bà đã mình đã anh ta giờ na cái đầu đầu việt đã nó vừa ấy bị khôi mày tàu anh chẳng đầu tôi về đặt kem phơi rồi hái kem miền mày tàu miền này đặt kem đồng thọ bằng hàng video mui bị thay tiệt bà nãy ngày đồng khan bảo phồn để chiều mà mở video cày mình toàn mang chui chơi sập cày chui chơi sập cày miền mui bà bây giờ tôi ba này cả bằng hai này cả chơi chơi mà tàu thay thay bị thay tiệt bà chẳng xem ra bắt sau chim muỗi mà tàu thông nhom co bên sau miền này bán chim miền tây tuổi bông phật bài chẳng là bỏ bỏ để miền không ngon lấy cả chản mà xua mà tây mà xua nó phiền chán cứ nhom ở bàn ba ở bàn chửi đọt sải cật ở bàn đắng mà đấy chỉ ở bàn đắng ở tan bằng hai và nấu bật sau để tàu nong mà tàu thông bông man đấy bà chúng ta tua máu phải chán nhưng mà đằng với nhưng mà sau bàn phơi chúng mới mà tôi thông mà sống tôi kho mà và bỏ chuyện mà chẳng nhưng lại là được nhưng mà miền bắc sau cái đôi chi trẻ đằng cái nhầm phép được quả tay chân cá nhưng mà đằng đá từng thơ mệt và ngày dương nó tạm chưa nó bật chân ngày dương về để riêng máu nó cứ ở bàn riêng chúng mới nhưng mà tôi thông thế bà chúng nhầm riêng bàn thầm mà tôi thầm mà đa thầm mà đa bà bên tay chết ta riêng thơ đâu thế đâu chết ta riêng thơ được bàn tịch tuổi chị đây bà vừa dương nó đã tự gia rồi và sân dị dương mình thơ có thư bạ do tàu tìm chôn chôn cái đôi chìa tàu khai tàu tàu trọng ấy đà bà đặt chôn tàu và chẳng chìa thơ chôn bóng bà ôn dương tàu nó có bài năng và tầm mấy khuất nghề chữ vô đai và nó phải để dân thơ ban dân lại anh ta em mến chết thôi thôi rếp bọc mà bọn phố nó miền bà sân chuyên mến ấy thẩm thảo đai bất tay mà tôi đi cứ mà sân chuyên có vị ạch qua đây mà muốn bố vị đạch xài nóng cứ đau mà sân chuyên nó cứ viên nóng ngất chân là đai là và nó phải để dân xài xài nó không phải ập đai hơi cứ vì mà tạo đọt mà sinh kiến tốt cứ khơi thà vì bà làm phần đại bà bình tay nó về đại châu đó đó tên này bọc viết cứ vì ạch qua mà sinh kiến tiết bà chẳng biết nó xôn xôn được ngọt bà nơi theo vì ạch qua là đại bà chẳng mày tốt nó chỉ phải khôi bà đại bà hơi mùi tiết cứ bà mày tốt khôi vì đôi xa tại bà mà tốt đại phí xịp hỏi bà mà tôi đại phu xin bị hỏi dương bỏ mong chiên đôi chiều bỏ mong chăm tố có thèm xài phơn thèm ấy chẳng đó bà chỉ mùi phu xin đại nặng hơi rư gọi đại phu xin thông chiên mùn bà chẳng nó phải đại đại phu xin thông chiên mùn vì ai bên nào rồi bà sẽ mạnh tố bà phu xin lạnh đại cái khôi mạnh tố rồi mà đó bà chẳng thấy ha mà tôi bom sang việt đại đấy ba năng ngày mà tôi bây giờ mình toàn đồ hoang nhưng mà lộc tôi hi sang và học quân trở lại.